Dạ vâng, em xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu đến cô chú và anh chị các bạn cây bông trang cẩm thạch hiện đang ôm bông như cả nhà. Đây, anh hãy xem hiện ảnh đang cho bông. Bên em là chuyên bán lẻ những cây bông trang cẩm thạch mà em dưỡng cái gốc dưới dưỡng bông để cho cô chú anh chị và các bạn cũng như là mọi người trên YouTube xem thưởng thức những cây bông trang lúc mà ảnh cho bông á sẽ đẹp như thế nào. Cho nên khách hàng nào đặt hàng 1-2 cây số lượng sỉ để chơi thì inbox bên em. Đây là cái bông trang cẩm thạch đang chuẩn bị cho bông. Và em quay cái clip ngắn này lại để up lên YouTube để cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái vẻ đẹp của cây bông trang cẩm thạch lúc mà ảnh mới chớm nụ và đơm bông như thế nào. Thì khách hàng nào yêu thích đó, muốn đặt sở hữu cây bông trang cẩm thạch ảnh đang cho bông này á, thì để lại bình luận bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi cái video ngắn này của bên em. Chúc cô chú anh chị các bạn là có một ngày mới thật là vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.